Hôm nay cô và Tolia sẽ hướng dẫn các con cách xây dựng mạch truyện hay còn gọi là cốt truyện. Vậy cốt truyện là gì? Chúng mình cùng bắt đầu vào bài nhé. Trước hết, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về cốt truyện. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của câu chuyện. Như vậy, trong phần chuỗi sự việc này sẽ được xây dựng lần lượt theo thứ tự sau. Cũng chia thành 3 phần như bố cục của một bài văn. Phần mở đầu cho câu chuyện để giới thiệu chuyện được kể. Trong phần giới thiệu, con có thể giới thiệu chuyện kể về ai, chuyện đấy xảy ra ở đâu hoặc xảy ra vào thời điểm nào. Tất cả phần giới thiệu của câu chuyện này được gọi là phần mở đầu. Tiếp theo chính là phần nội dung chính của câu chuyện, ta còn gọi là diễn biến. Toàn bộ phần diễn biến tiếp theo của câu chuyện, ta sẽ kể xem chuyện được diễn ra như thế nào. Có thể có những tình tiết, có những sự kiện gì quan trọng làm nổi bật trong câu chuyện và các nhân vật trong câu chuyện hành động ra sao. Đây chỉ là thứ tự gợi ý, còn toàn bộ phần diễn biến này có thể đan xen một cách linh hoạt và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân vật và sự việc.